Nhìn từng bước đi chậm rãi của ông Lê Văn Trọng, ít ai biết 4 năm trước, ông bị tai biến liệt nửa người, sinh hoạt vô cùng khó khăn. Trong một lần được giới thiệu đến phòng khám, ông được người nhà đưa đến tập vật lý trị liệu với hy vọng mong manh sức khỏe ông sẽ ổn định. Sau 4 năm được các y bác sĩ ở đây chăm sóc, giờ ông đã tự mình đến đây để tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Các bác sĩ đây nhiệt tình lắm, chứ không có gì hết. Anh em hôm nay vui vẻ như là một nhà mình ở quê gặp nhau, chào hỏi, cười vui vẻ. Còn với bà Vũ Thúy Ngân, chỉ mới vừa 2 tháng trước, căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã khiến bà đau lưng, không thể ăn uống, cả cử động tay chân cũng khó khăn hơn trước. Nhờ đến phòng khám được các bác sĩ châm cứu đắp thuốc, những cơn đau giảm dần, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Tôi cảm thấy thứ nhất là cái lưng trước mắt là nhìn thấy, và thứ hai là ngón tay này thấy này. Trước là không có khập khiễng gì đâu, tay là không đến mức tiền đâu. Đấy, tôi không đến mức tiền nữa, thế nên là do là cái tay này được, thế là tôi cảm thấy rất là tin tưởng. Sự tin tưởng của bà Ngân cũng là sự tin tưởng của hàng ngàn bệnh nhân khác dành cho phòng khám y học cổ truyền này. Phòng khám chỉ có 2 y sĩ, 1 lương y, 1 kỹ thuật. Tất cả đều tham gia tự nguyện, không nhận bất kỳ một khoản phụ cấp nào. Nhưng ai nấy đều hết lòng với người bệnh, khiến họ cảm thấy an tâm khi điều trị ở đây. Vì ở đây ấy, thì những người khỏe thì ta động viên những người yếu đến đây để cùng tập. Ở đây có một không khí tập, là mọi người đều tập. Cho nhiều bệnh nhân rất giàu, ở nhà có đầy đủ dụng cụ nhưng ta không tập được. Nên đến đây thì không khí ở đây thứ hai là được các thầy thuốc ở đây động viên thì họ sẽ vượt qua được rất là nhanh. Lúc đầu bác sĩ cũng cho mình uống thuốc, ở đây có thuốc, tôi làm rồi châm cứu, xong thấy khỏe rồi thì mình khỏi châm cứu, mình cứ ra ở đây tập vòng vòng thôi. Đi làm mệt rồi về đó. Không chỉ có niềm vui, điều quan trọng hơn mà phòng khám này mang lại chính là niềm tin, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Mình có niềm tin, tin vào có thể là mình rồi chả nó không hết được, nhưng rồi nó sẽ dần dần, nó sẽ sống theo thời gian thôi. Rồi tất nhiên là bệnh nan y rồi thì khó nói lắm, nhưng mà mình sẽ sống được 5 tháng nữa chẳng hạn. Thế là mình cũng vui vẻ với gia đình, và mình cũng chấp nhận mà đặc biệt là đến đây không bao giờ bác sĩ lấy tiền cả, không chưa lấy tiền đồng nào cả. Mình rất là ngại, không biết làm thế nào. Không có nhiều thiết bị hiện đại, lại chỉ gói gọn trong chưa đầy 50m2. Vậy mà trong suốt hơn 20 năm tồn tại, phòng khám miễn phí này đã là vị cứu tinh của không biết bao nhiêu lượt bệnh nhân. Chỉ biết rằng đến đây, nhiều người đã trở lại cuộc sống khỏe mạnh như trước.